Ngày 14 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Thị Đoan Trang về tội tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phạm Thị Đoan Trang sinh năm 1978, trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội, từng là phóng viên của một số tờ báo, kênh truyền hình. Năm 2013, Trang xuất cảnh, sau đó bị các đối tượng phản động lôi kéo vào đường dây chống phá đảng, nhà nước. Trang trực tiếp thành lập và tham gia điều hành nhiều hội, nhóm bất hợp pháp, lập và điều hành các trang mạng để phát tán các nội dung xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, bôi nhọ lãnh đạo đảng, nhà nước, kích động chống đối, kêu gọi biểu tình, lật đổ chế độ. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, trong khoảng thời gian từ 16 tháng 11 năm 2017 đến ngày 5 tháng 12 năm 2018, bị cáo Phạm Thị Đoan Trang có hành vi làm, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, bài viết có nội dung nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài ra, bị cáo Đoan Trang còn trả lời phỏng vấn trên truyền thông nước ngoài với nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của nhà nước, phỉ báng chính quyền nhân dân, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân. Cụ thể, bị cáo Đoan Trang có hành vi tàng trữ các tài liệu, báo cáo tóm tắt về thảm họa môi trường biển Việt Nam, đánh giá chung về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, báo cáo đánh giá về luật tôn giáo và tín ngưỡng năm 2016 liên quan đến việc thực hiện quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam. Viện Kiểm sát xác định, các tài liệu trên có nội dung tuyên truyền, luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, tuyên truyền thông tin xuyên tạc đường lối, chính sách của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau khi các đối tượng bị bắt, các tổ chức chống đối ở nước ngoài đã dùng các chiêu bài cũ, lên tiếng đòi trả tự do cho đối tượng. Đây là sự can thiệp trắng trợn vào điều tra, truy tố, xét xử tội phạm của pháp luật Việt Nam. Hoạt động chống phá của Phạm Thị Đoan Trang làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến an ninh, trật tự, gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận và nhân dân. Hội đồng xét xử xác định hành vi của bị cáo Phạm Thị Đoan Trang là nguy hiểm cho xã hội, thực hiện với lỗi cố ý xâm phạm chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, xã hội, xâm phạm đến sự vững mạnh của chính quyền nhân dân. Bản thân bị cáo là người có trình độ nhận thức nhất định, bị cáo hiểu và biết rõ hậu quả hành vi vi phạm của mình, nhưng vẫn tích cực thực hiện trong một thời gian dài, do vậy cần phải xử phạt nghiêm minh. Khi quyết định hình phạt, hội đồng xét xử đánh giá bị cáo Phạm Thị Đoan Trang khai báo không thành khẩn, phạm tội nhiều lần nên quyết định áp dụng hình phạt tù với thời hạn nhất định mới có tác dụng giáo dục và phòng ngừa chung.